xin chào tất cả quý khán giả của kênh người dẫn được coi âm à, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được đón nghe một câu chuyện ở dưới ngòi bút của tác giả mạnh ninh à, mạnh ninh thì thời gian gần đây liên tục liên tục ra những cái sản phẩm những bộ chuyện mới và điều đó cũng là một cái niềm vui cho kênh người dẫn được coi âm cũng như cho tất cả chúng ta hàng ngày đều được đón nghe những câu chuyện rất là đặc sắc dưới ngòi bút tuyệt vời của anh vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe câu chuyện mang tên đừng gõ bát ba lần và uh, tại sao câu chuyện này mang tên như thế thì lát nữa chúng ta nghe xong chúng ta sẽ hiểu và có một cái quan niệm trong dân gian đó là khi mà mình có bát thì ma quỷ nó sẽ theo mình nó sẽ về cái nơi mà mình có bát đó đấy là một cái quan niệm mà thuận được nghe từ bà từ mẹ rồi từ những người ngày xưa kể lại và thuận nghĩ là mạnh ninh cũng đã được nghe cái quan điểm này và đã sử dụng cái quan điểm đó làm cảm hứng cho câu chuyện ngày hôm nay Vậy thì mời mọi người cùng đón nghe và rồi cho thuận những bình luận, comment góp ý cũng như đóng góp để kênh người rất được coi âm ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Con ơi, nhớ lấy câu này. Cướp đêm là sặc, cướp ngày là quan. Vạn năm là vạn năm nào, thành xây xương lính hào đảo máu dân. Còn vua thì lại làm vua con sái ở chùa phải quét lá đa bao giờ dân nội can qua còn vua thất thế lại ra quét chùa bà bá hộ hằng có hai người con trai tâm là đứa đầu năm nay tròn 10 tuổi kha là đứa thứ hai năm nay mới lên 6. bà hằng quá chồng từ năm thằng kha mới lọt lòng đỏ hòn thằng lớn mới bập bẹ cầm bút học chữ ông bá hộ chồng bà trong một lần đi xuống mạn đồng bằng buôn muối bị quân bất lương giết và cướp sạch số vàng lên tới ba bốn trăm lượng xác ông đến nay vẫn chưa tìm thấy vào những năm một nghìn bảy trăm bảy mươi khi dân chúng quanh vùng còn đói vàng mắt miếng ăn miếng mặc là nỗi no hàng ngày thì nhà bá hộ hằng của ăn dư giả gia nhân trong nhà lại lên tới cả ba bốn chục nhân mạng bà bá hộ lại khác xa đám cường hào ác bá trong vùng ấy là bà mang nhân nghĩa ra mà đối đãi với kẻ ăn người ở với bà con trọng xóm. Phạm là bất cứ ai, từ người làng quen biết hay kẻ tứ cố vô thần đến xin bà củ khoai nắm gạo, bà đều vui vẻ giúp đỡ, không tính toán thiệt hơn. Dạo nạn đói năm thìn, hay nạn châu chấu phá sạch mùa mạng năm tuất, nếu không có bà mở kho phát trận, lại ngày đêm cùng đám gia nhân nấu cháo cứu khổ, thì dân quanh vùng chắc đã chẳng còn một ai sống qua cơn hoạn nạn đó. Ấy vậy mà số bà thì bất hạnh lắm. Ở hiền mà không gặp lành. Sau khi ông bá hộ mất, một tay bà đứng ra cáng đáng công trong việc ngoài. Hai đứa con thì đang tuổi ăn tuổi lớn, nên hầu như bà chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi, dù trong nhà kẻ hầu người hạ có chiều tấp nập lắm. Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua trong yên bình, và biến cố thời cuộc ập đến và một đêm mưa gió tối trời 10 năm sau đó, bà Hằng nhân một lần trèo xuồng cùng gia nhân cứu vớt dân làng khi con đê đầu làng vỡ. Sư rủi thế nào chiếc xuồng lại lật úp, cuốn bà và mấy gia nhân xuống dòng nước lũ đục ngầu. Đến khi lũ rút, người ta thấy xác bà bá hộ kẹt vào một cành cây đổ ngang đường. Trên tay vẫn nắm chặt mái chèo. Sau khi bà Hằng chết, thằng con lớn là Tâm lên tiếp quản sản nghiệp. Chưa đoạn tăng mẹ ba năm, nó đã mau mải cưới về một người vợ. Vợ nó là con Hoa, con gái một chọc phú ở cách đây cũng hơn ba chục dặm. Mụ Hoa đối với kẻ ăn người ở có chiều cay nghiệt lắm. Phạm là gia nhân trong nhà, tuyệt không được đặt chân vào nhà chính nếu không được mụ ta cho phép. Mụ thường xa xả chửi mắng rằng, lũ dân đèn bẩn thỉu chúng mày mà dám tự tiện đặt chân lên nhà làm bẩn nhà bà thì bà cứ đánh cho què càng Bà đánh rồi bà tống cổ ra khỏi nhà Chúng mày cứ liệu cái thần hồn đấy Không những đối xử với đám gia nhân Mà ngay cả với em chồng Mụ cũng chẳng có thiện cảm Mụ thường vì tay chồng mình Mỗi khi không có mặt đứa em Chú út chú ấy lớn rồi đấy Các cụ chả bảo Nữ thập tam, nam thập lục Ấy là gì? Ông định nuôi báo cô chú ấy đến bao giờ hả? Nhà này có thừa thóc thừa gạo Mà đối đãi với rời mãi thế cũng phải cho chú ấy tự bươn trải làm ăn đi chứ. Cứ ăn bám cái nhà này đến bao giờ hả? Mỗi lần nghe thế, gã thường gạt phát đi rồi bảo. Chú út còn nhỏ dại, biết thế quái nào mà làm ăn. Thôi, cứ thư thư vài ba năm rồi tôi liệu. Mụ hoa giấy này, rồi rít lên qua ké răng. Vài năm nữa, dễ thường ông tưởng tiền bạc cái nhà này là lá đa mà nuôi chú ấy mãi à? Mưa sầm thấm lâu, những cuộc nói chuyện ra vào to nhỏ làm gã bắt đầu để ý và có phần ghét bỏ chính đứa em ruột của mình bất cứ thứ gì gã cũng có thể lôi ra mà bắt bẻ cạnh khóe cho đến một ngày kia hai vợ chồng gã gọi kha lên và bảo chú ạ à, mẹ mất cũng đã lâu cũng đã đến lúc chúng ta nên tách nhau ra mà làm ăn anh chị không thể nuôi chú mãi được chú còn phải lấy vợ làm nhà mà hưởng cuộc sống riêng chứ anh chị tính thế có đúng không? Khả cúi đầu im lìm nghe không đáp. Mộ hoa nhổ tuẹt miếng trầu đang chóp chép, nhai trong miệng xuống nền gạch. Quẹt nhanh dòng nước đỏ như máu, đang nhễu ra bên mép mà tiếp lời. Cha mẹ mất rồi, thì cái nhà này theo đúng quyền huynh thế phụ, tức là anh chú sẽ làm gia chủ. Bao nhiêu năm qua anh chị đã quen với việc quán xuyến công việc, kẻ ăn người ở trong cái nhà này lại không muốn phụ công sức tiền nhân, nên anh chị tính là sẽ tiếp tục ở đây mà lo hương lửa cho cha mẹ. Ngưng một hơi, mụ với lấy cốc nước trà hoa sen, xúc miệng ủng ục rồi ngửa cổ uống cạn mà tiếp lời. Anh chị tính cắt cho chú mảnh đất ở cuối làng, chú ra đó chịu khó làm ăn như người ta. Phù sa ở đó màu mỡ lắm, chả mấy tí mà giàu to đấy chú ớt ơi. Gã cũng phụ họa theo lời vợ. Chị chú nói đúng đó Cứ chăm chỉ làm ăn Tất sẽ giàu to Khi nào khó khăn thì cứ tìm về đây Có anh, có chị Chú đừng lo lắng gì Mộ hoa nhéo chồng một cái Rồi Nguyết môi bảo Thế thì ông bảo chú út ở luôn nhà này cho rồi Rồi đến lúc chú lấy vợ sinh con Thì bảo nhau chưa rút trong căn nhà này luôn Gã biết mình nói hớ Nên thu chân lên trước ghế mây Ngồi bó gối không cãi Khả nứng im lìm giữa nền nhà rồi nhỏ nhẹ đáp. Em xin nghe theo lời anh chị sắp xếp. Ngay buổi chiều hôm ấy, Kha đã nhanh chóng dựng xong căn chòi tạm bỡ, lấy mấy cây tre già làm cột kèo, lá dừa làm mái, đất bùn móc dưới ruộng lên đắp qua, cũng tạm gọi là có chỗ chú mưa chú nắng. Mụ hoa còn ưu tiên, cho em chồng thuê hẳn một mảnh ruộng gần cái chòi cho tiện kế sinh nhai. Giọng nói của mụ, ngày gọi khoa lại thông báo cho hắn được mướn đám ruộng vẫn còn văng vẳng bên tai. Chị là chị thương chú út lắm. Dễ thường thuê đất, cổ chị một năm là một quan tiền. Chị cũng nghĩ tình ruột thịt nên chỉ lấy chú nửa quan. Đấy, anh chị lo cho chú hết sức rồi đấy. Cố mà lo làm ăn. Kha làm lụng chăm chỉ lắm. Cũng biết tính anh chị mình nên một năm Kha chỉ đến nhà họ ba lần. Một lần trả tiền thuê ruộng, một lần dỗ cha, và lần thứ ba là số mẹ. Tuy nghèo, nhưng vốn được bà bá hộ dạy bảo nhân nghĩa từ nhỏ, lại giống bà ở cái tâm tánh thiện lương, nên khả đối đãi với mọi người có phần tôn trọng lắm. Dần dàn vẫn thường có câu, cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Có lẽ ăn ở nhân đức nên ông trời thương xót mà cho Kha gặp duyên kỳ ngộ nọ. Hôm ấy là một đêm không trăng sao chỉ có tiếng mưa đang ầm ầm giận dữ và tiếng gió rít lên qua những lỗ thủng ở vách đất trên tường kha đang co ro trên chiếc trường che ọp ẹp thì giật mình vì bên ngoài cửa có ba tiếng đập cửa rất mạnh chiếc cửa tre được chắp phá bằng mấy cây luồng suýt bùng ra dưới mỗi nhịp đập gấp gáp kha nhíu mày kéo tấm áo mưa được bện bằng gốc ra mà nhanh chóng bước ra mở cửa trong đầu không ngừng tự hỏi quái lạ Ai lại đến nhà mình vào giờ này nhỉ Khá thỏ cổ ra ngoài Nhìn quanh giáo giác Chỉ có từng trận phong ba hắt mưa ướt hết mặt Tuyệt nhiên chẳng có ai ở đó Khai nhanh chóng rụt cổ Khép chặt cửa Mưa gió làm hắn hắt hơi liền mấy cái Miệng không ngớt lầm bầm Lạ nhỉ Rõ ràng có tiếng gõ cửa Sao lại không có ai Hay là gió đập vào ô cửa nên mình nghe nhầm chăng Khải nhún vai Rồi chuẩn bị leo luôn lên giường Mà không thèm tháo áo mưa Chưa đi được một bước Thì tiếng gõ cửa lại vang lên từng chặt Kha giật mình điếng hồn Nhưng nhanh chóng quay ngoắt lại Mở tung cánh cửa ọp ẹp Mặc cho mưa gió Đang như tát nước vào bên trong nhà Đập vào mắt Kha là hình ảnh một con chó mực cao lớn ngang hông người. Nó đang run rẩy đứng im lìm trong mưa gió và kêu lên ư ử như cầu xin điều gì đó Kha nhìn quay quắt Thì chẳng thấy bóng dáng một ai Chỉ thấy con chó mực đang run rẩy Đầu khé cục cặc ra chiều xin tá túc Vốn bản tính thiện lương Nên Kha nhanh chóng đẩy cửa Đứng dẹp sang một bên Rồi ra hiệu gọi con chó vào Con chó bị thương ở chân sau Máu chảy ra chan hòa theo nước mưa Chảy thành vùng trên nền đất Khai nhanh chóng cài chặt cửa Rồi với tay khêu sáng ngọn đèn dầu trên bàn suýt xoa. Mày đi đâu mà lại đến nông nỗi này? Chắc dính bẫy thợ săn đúng không? Mà sao ở cái làng này tao chưa thấy nhà nào có con chó này nhỉ? Thôi, nằm im, tao băng bó cho nhé. Nói đoạn, Kha Lục trong chiếc củi ra nắm lá đã ngả màu khô héo và đưa lên miệng nhai. Lại không có gì để quấn, nên xé luôn chiếc áo cánh vá chẳng vá chịt, mà cụm nắm lá rịt lên chỗ vết thương. Con chó hình như có linh tính Nên cứ nằm nhìn khá chằm chằm Lâu lâu cổ họng nó phát ra tiếng ư ừ ư ừ, Tỏ vẻ đau đớn lắm Kha cuộn tròn nửa cái áo còn lại Rồi lau khắp lượt mình mẩy cho nó Thì thầm bảo Nhà tao chẳng có gì ăn đâu Mưa gió thế này cũng chẳng bói được cục khoai con cá Thôi Mày chịu khó nhịn đói nhé Kha đứng dậy Rồi vơ hết ổ đơm trên giường Mà phủ lên mình nó còn mình thì quấn tạm manh chiếu mỏng Mà nằm co ro trên chiếc giường Lạnh lẽo và mệt mỏi chẳng bao lâu Đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Kha không biết đã thiếp đi bao lâu Chỉ đến khi một thanh âm trầm đục vang vọng làm hắn nhíu mày thức giấc Con trai ta Ta vốn là thổ địa cái quản vùng này Đêm qua ta đã hóa thân thành con chó mực bị thương Đi gõ cửa mấy trăm gia đình ở làng Giữa lúc mưa gió nhưng bọn chúng không ai có tấm lòng từ bi kẻ thì xua đuổi kẻ thì vác dao định làm thịt ta duy chỉ có con là giang tay cứu giúp lại nhường cả ổ rơm xé cả áo mà lo cho ta ta cảm kết nghĩa ơn nghĩa đến lắm nay ta thưởng cho con ba chính phảng cốm con hãy tù nhân tích đức làm việc thiện cứu đời con nhé khả ngờ ngác vùng dậy thì hóa ra chỉ là một giấc mơ giật mình quay nhanh sang cái ổ rơm thì con chó mực đã biến đi đằng nào trên đó còn nguyên ba hũ sạch lớn cỡ một người ôm khả run rẩy tiến lại mở lớp giấy bàn màu đỏ rực nhận ra bên trong đầy chặt vàng cốm nhỏ cỡ móng tay biết gặp được thần nhân thương mình thân cô thế cô mà cứu giúp Kha quỳ mọp xuống vái lấy vái đệ rồi ngồi thu lô ôm chặt ba hũ vàng không thể ngủ lại sau đêm gặp gỡ định mệnh ấy, Kha nghiễm nhiên trở thành một phú hộ giàu có. Kha xây cho mình một căn nhà máy ngói ba gian khang trang, sân lót gạch, có cả dãy nhà ngang cho đám gia nhân và ruộng đồng lên tới cả chục mẫu. Lại đem của cải đem nhân phát cho bà con dân làng. Mua gạo thóc, quần áo phát cho những kẻ tứ cố vô thân. Dân làng vẫn đột nhau rằng, ông bá hộ Kha tốt tính lắm, hệt như bà hàng ngày trước ấy đối đãi với người ngoài là vậy với hai người thân kha cũng không có bên trọng bên khinh dù trước kia họ có đối xử với mình tệ bạc cỡ nào kha vẫn không thèm để ý thậm chí còn mang một bát đầy âm áp vàng sang mà biếu tặng buổi trưa hôm ấy nhân dịp dỗ bà hằng kha cũng áo mão chỉnh tề về nhà anh trai mình mà cúng bái khi cuộc rượu đã lên hồi cao trào kha bèn lên tiếng trình bày thưa anh thưa chị Em năm nay cũng lớn lắm rồi Từ khi cha mẹ mất phàm là việc lớn bé trong nhà Em đều nghe theo sự sắp xếp của anh chị Ngựa cổ Nốc cạn ly rượu Khá tiếp tục giải bày Các cụ vẫn có câu Đàn ông trong đời có ba việc lớn Ấy là xây nhà, cưới vợ và tậu trâu Em thì nhờ ơn đức của tổ tiên Nên cuộc sống cũng đỡ cơ cực Giờ em xin anh chị cho em được lập gia đình Không biết anh chị ý thế nào ạ? Mụ hoa đang húp lấy húp để tô canh gà. Nghe thấy vậy bèn trong mày hỏi. Lấy vợ? Thế chú út định lấy đám nhà nào? Kha gái đầu đáp. Dạ, em định xin cưới cô Trâm. Con gái ông Lập ở làng bên đó chị. Lão Tâm hỏi vặn lại. Trâm nào nhỉ? À, con Trâm mà mới lọt lòng. Mẹ nó đã mất ấy hả? Kha lý nhí đáp dạ lão kha xô xô tay bảo riêng ai chứ đám nhà ấy thì tôi cấm chú nó không phải là người đâu chú không nghe người ta đồn nhau nó là ma à? không được riêng đám đó không được kha kinh hãi hỏi lại ma ma là sao ạ à? mộ hoa cũng quệt mép quay sang chồng mình rồi tò mò hỏi y hệt lão tâm với lấy cái điếu bát rít long sòng sọc, sọc mà lên giọng bà mới về làm dâu thì làm sao mà biết còn chú rửa tay mà nghe đây rồi lão miên man trong dòng hồi tưởng kể lại một đoạn quá khứ hãi hùng hơn hai mươi năm về trước nhà của lão lập nằm ở cạnh một con sông ở ngôi làng nhỏ có tên là xuân đài lão lập lấy vợ cũng hơn một năm và người vợ đang có mang ở những tháng cuối thai kỳ số phận nghiệt ngã thế nào mà trong một lần ra con sông đặng giả sũ vợ lão lại trượt chân chết đuối. Lão lập cực kỳ đau đớn khổ sở, nhưng vốn là người cứng rắn, nên lão cắn răng chôn cất vợ mình theo đúng đạo hiếu ngàn đời, tức là nhập thổ vi an. Nhà lão lập xây cho người vợ xấu số đó một ngôi mả lớn lắm, nằm ngay bên dãy núi phía tây thành. Ban ngày, lão lập cố không tỏ vẻ đau thương mà khóc lóc trước mặt mọi người. Nhưng khi đám ma đã xong xuôi, chỉ còn một mình thì lão lại lôi rượu ra uống. Lão thường vợ ván số, thương đứa con còn chưa kịp chào đời đã làm mồi cho hà bá, bỏ lại mình lão trên trần thế. Vốn dĩ vợ lão là một bông hoa xinh đẹp nhất xứ này, lại bị gia đình cấm cản không cho cưới lão. Nhưng vì tiếng gọi của tình yêu mà nhất định nên xuyên tơ hồng, hai người sống với nhau nặng nghĩa thâm tình lắm, lại sắp đón đứa con đầu lòng ra đời. Nào ngờ con tạo xoay vần ông trời lại cướp mất vợ con lão đi dẫn tới cảnh một xác hai mạng đau thương kệ sao cho thấu giờ đây ngồi trong căn nhà đâu đâu cũng thấy hình bóng của vợ lão lập chỉ biết lôi rượu ra uống rồi nước mắt chảy lã chã hai hàng trong đêm khuya tĩnh mịch chốc chốc lão lại than từng trạng, não nuột bà cậm ơi sao nỡ lòng nào mà bỏ tôi đi Sao nỡ lòng nào Mang cả con đi Bà cầm ơi là bà cầm ơi Bà bỏ tôi một mình Thì tôi sống làm sao Đang miền màn chìm trong đau khổ Thì ngoài cổng vọng lên tiếng gọi sật giọng Có chiều hấp tấp lắm của cụ nhị Một người đàn bà vốn làm nghề buôn tầm Ở ngay khu chợ giáp núi Tây Thành Anh Lập ơi Anh có nhà không Mở cửa cho già với lão lập nhận ra giọng người quen thì vội vã lau hai hàng nước mắt rồi đáp lớn đoạn nhanh chóng tiến ra mở cửa vâng cháu có nhà đây ạ à? cụ có chuyện gì mà tìm đến nhà cháu muộn vậy ạ à? cụ nhị dò dẫm tiến vào sau khi đã an vị trên chiếc ghế gỗ cụ nhị sơ ra một cái bọc bên trong có đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn rồi móng mém cười bảo đây xin anh hãy nhận lấy giọt máu của mình Lão Lập run rẩy lắp bắp. Giọt máu của cháu. Nhưng vợ, cháu mới mới mất. Xác cô ấy còn chưa ấm đất mà. Cụ nhị bỏm bẻm nhai cái bá trầu. Rồi khẳng định chắc nịch. Tôi ngần này tuổi rồi. Còn đi gạt anh sao? Chắc chắn đây là con nhà anh đó. Không nhầm được đâu. Đoạn cụ hấp háy cặp lông mày. Kể lại toàn bộ sự việc quỷ sĩ vào đêm hôm trước đêm hôm trước trời bỗng nổi cơn rông tố mưa kèm theo sấm chớp rạch dọc ngang bầu trời kèm theo những tiếng đi đụng trên cao cụ nhị đang đắp tấm chăn mỏng thiêu thiêu ngủ lúc đó tầm giờ tí canh ba bỗng nhiên ngoài cửa phát ra tiếng gọi cửa rất gấp cụ nhị lồm cồm bòi dậy đặng xỏ đôi guốc mộc ra mở cửa thì kỳ lạ thay cánh cửa tự động mở ra tiếng bản lề lâu ngày gặp nước mưa kêu lên kẹn kẹt, kẹt cụ nhị nhíu mày lẩm bẩm trong họng đêm qua rõ ràng mình đã cài kỹ cái cửa rồi sao lại tự dưng mở ra nhỉ ngay lúc đó một ánh chớp sáng loà xoay xuống khoảng sân trước nhà hiện ra dưới làn mưa ẩm ẩm chút nước là thân ảnh của một người đàn bà tóc tai xõa ra ướt đẫm mưa gió không nhìn rõ mặt quần áo người đàn bà đó dính bết đầy bùn toàn thân phát ra hơi lạnh lẽo tột cùng và hình như người đàn bà đó đang có chữa. Sống đến từng này tuổi, cụ nhị nhận ra ngay người đàn bà kia không phải là người sống. Cụ nhị kinh hãi á khẩu, người co lại trên giường, miệng lắp bắp. Cô cô, 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 là ai? Người đàn bà vẫn cục đầu, im lìm không đáp, mà tiến thẳng vào nhà. Nước trên tóc chảy xuống ướt đẫm thành dòng, thấm qua cái bụng to như cái thúng úp, rồi tòng tọng xuống sàn nhà dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra cụ nhị cả kinh thốt lên C con cẩm không phải con đã 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 chết rồi sao 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 lại hiện hồn về với thân già này cẩm ngồi im lìm mấy giây đoạn ngước khuôn mặt phủ thủng làn da xanh bùng mà đáp bằng giọng thoát tục cụ ơi con chết đã mấy ngày rồi nhưng con của con chưa chết Xin cụ, xin cụ hãy cứu lấy đứa bé. Cụ nhị kinh hãi cứng đơ người. Cẩm cứ lặp đi lặp lại, văn nải lên hồi. Nên sau mấy giây định thần, cụ nhị đành phải làm cái việc kinh thiên động địa. Ấy là đỡ đẻ cho ma. Sau một hồi vật lộn, tiếng khóc e e sẽ tan không gian tranh tối tranh sáng. Ngoài trời mưa đã tạnh từ lúc nào. Cụ cẩm lau hết lượt máu huyết dính trên người đứa bé rồi vui sướng nhận ra đó là một đứa bé gái mập mạp không thể tin nó được sinh ra từ một cái thây ma cụ nhị hối hả quay lại nói trong hồ hởi: là con gái cầm ơi là con gái đấy nó mập mạp kháo khỉnh lắm nhưng khi cụ nhị quay lại trên chiếc giường mà cầm vừa nằm đó tuyệt nhiên không thấy ai cả trên chiếc chăn mỏng còn loang lổ số máu huyết và đất bùn nhơ nhớp một giọng nói vang lên ầm vàng rồi vào tai cụ cụ ơi xin cụ hãy sao đứa bé lại cho chồng con ơn nghĩa của cụ còn xin báo đáp sau thôi con đi cụ nhé kể đến đây cụ nhị lóc vội giọt nước mắt mà bảo con bé nó nó đi khi cơn mưa tắt hẳn <laughs> nó còn dặn tôi phải đặt tên con bé là Ngọc Trâm, đúng những gì mà khi còn sống hai người đã định đoạt. Đáng thương thay. Nghe đến đây, lão lập thương cảm trào ra hai dòng nước mắt, ghì chặt con bé đang nằm trong tấm vải mỏng, mà quỳ xuống giọng run run. "Đúng. Đúng, Ngọc Trâm. Là Ngọc Trâm. Đúng là con của con rồi." Cụ nhị, "chúng con tạ ơn cụ." Cụ nhị cười hiền hậu đáp, Đừng khóc Gắng mà sống cho tốt để nuôi con bé Đừng phụ lòng con cậm con nhé Kể đến đây Cái nhìn em trai mình rồi bảo Đấy Chú xem Chú lấy con vợ ma về để nó vật chết chứ à Thôi cứ để anh tìm cho đám nào tử tế mà cưới xin nhé Gà gạt phát đi Không Em đã quyết thì không ai cản được Từ trước tới giờ mọi chuyện trong nhà Từ lớn đến bé em đều nghe anh chị nhưng chuyện này thì em sẽ làm theo con tim em. Nói rồi, Kha đứng phát dậy ra về không thèm chào. Gã tức lắm, đập tay lên bàn nghe rầm một tiếng, rồi quát lên xa xa. Tiền sư nhà mày, có phải bây giờ mày có của ăn của để nên mày coi thường cái nhà này đúng không? Xéo, xéo ngay cho khuất mắt tao. Bán đi mấy tháng cũng xảy ra nhiều việc. Đám cưới của Kha đã rục rịch chuẩn bị. Còn Tâm thì đã làm quan. Số là nhờ số vàng mà em trai mình biếu tặng Gã đem hết đi lo lót cho quan trên Và xí được cái chân huyện lệnh Từ khi gã nhậm chức Dần trong vùng lậm than lắm Gã đè đầu cưỡi cổ dân lành Tăng sưu cao thuế nặng Và những hình phạt cực kỳ man rợ Chiều hôm ấy Gã đang ngồi tính toán cùng vợ trong phủ Thì một lão gia nô tiến lại Sơ tay lên cung kính bẩm Bẩm quan Cậu út có lời mời quan sang chung vui hôm nay cậu ấy lấy vợ ạ. À? Gá nghe qua, rồi hầm hầm sắc mặt đáp. À, thằng ranh con dám cãi lời ông mà đi lấy con ma làm vợ, lại không báo với ông tiếng nào. Chúng mày giỏi lắm. Gá hầm hầm tính bỏ qua nhà em trai mà hoạnh hoẹ, thì mụ hoa đã kéo tay cản lại. Ông ơi là ông, người ta vẫn bảo đàn ông nông nổi giếng khơi. Tôi thì tôi lại thấy ông như cái cơi đựng trầu vậy. Ngồi xuống tôi phân tích cho mà nghe thiệt hơn nè Nói rồi mộ hoa kéo tay chồng lại mà thủ thị Sao ông nông cạn thế Nó lấy phải đứa con gái ma Cả cái làng này đều biết là ma Rồi biết đâu về nó vật chết thật Tôi hỏi ông Nếu nó chết thì của nà vào tay ai Ruộng đồng trục mẫu Châu ba bốn đàn Rương vàng rương bạc rơi vào tay ai Tay mình chứ ai Gã ngồi đẩn ra lát sau như sực tỉnh, bèn quay ra hỏi dồn dập: thế tôi nên làm gì bây giờ? Mộ Hoa nhìn lão nguyết dài: ông ngu lắm. Bây giờ cứ sang mà chúc tụng cho dân làng nó khỏi dèm pha, còn lại cứ để tôi định liệu. Y lời vợ dặn, gã sai gia nhân chuẩn bị ít đồ lễ, rồi nhanh chóng qua chuẩn bị đám cưới cùng em trai gã. Theo sự sắp xếp tối hôm đó, gã sai gia nhân tìm đến cụ Ninh, một cụ già khỏe mạnh, tráng kiện cụ ninh là hương thân có tiếng nhân đức trong làng lại còn đủ vợ chồng song toàn nhiều con cháu thay mặt anh em gã đi đón dâu theo đúng phong tục ngàn đời ở cái xứ này đúng giờ tí canh ba cụ ninh tách cẩm nhang theo sau là người dẫn lễ với đầy đủ lễ vật và kế đến là thằng kha gã cùng với một số người tùy tùng khác vào nhà cô dâu kha phải làm lễ gia tiên rồi mới được rước vợ về lão lập cũng chuẩn bị chu toàn lắm khi ra khỏi nhà cô dâu phải bước qua một bếp lò đang cháy Mục đích là để bỏ lại những vận đen đủi Đem may mắn đến gia đình nhà chồng Trong tiệc cưới đó Gã tỏ ra vồn vã lắm Còn chuẩn bị cho em trai và em sâu mình Làm lễ tơ hồng Đây là lễ tạ ơn ông tơ bà Nguyệt Đã xe xuyên lại với nhau Khiến họ nên vợ nên chồng Và ăn đời ở kiếp bên nhau Sau tiệc cưới là hợp cận Lễ này dành riêng cho đôi tân hôn theo phong tục ngàn đời Hai vợ chồng sẽ uống chung một ly rượu Sau đó Người vợ đi trải chiếu rồi lại chồng ba lạy Người chồng cũng xá lại vợ mình ba xá Hai người luôn kính nhau như khách Sau hôn lễ Gã bèn hối thúc vợ chồng em trai mình Dắt nhau về gia đình nhà con Trâm Để làm lễ lại mặt Còn gọi là nhị hỷ Nên dân làng đồn rằng Gã sống với em trai hết lòng lắm Nhưng chính giây phút gã chứng kiến Dung nhan của đứa em dâu mình chính là ngày bắt đầu xảy ra nghiệp chướng khiến cả gia đình gã rơi vào con đường diệt ra hay nói đúng ra chính thói háo sắc của gã đã đẩy ngọc trâm rơi vào con đường vạn kiếp bất phục sau khi về làm dâu ngọc trâm tỏ ra là một cô gái ngoan hiền đảm đang lại thêm dùng nhà xinh đẹp hòa ghen liễu hờn nên có được lòng mọi người lắm giống tính chồng cô đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà và dân làng cũng đều mang chữ đức đặt lên đầu Ngọc Trâm lại một lòng vì chồng Nhưng cô đâu biết Gã anh chồng đã có ý định Muốn chiếm đoạt mình từ lâu Và cái ngày oan nghiệt đó Cuối cùng cũng đã tới Buổi trưa hôm ấy Sau khi đã bàn bạc xong xuôi với vợ mình Gã cho người mời vợ chồng thằng em vào phủ Rồi khề khả bảo Số là anh chị có mẹ tơ lụa Cần giao cho cửa hiệu ở Đông Thành Nhưng ngặt nỗi anh bận việc quan Chị chú thì ở nhà quán xuyến công việc và lũ người ở. Chuyến áp tài này mang theo nhiều tơ lụa hảo hạng. Nếu chú không phiền thì giúp anh một tay. Ý chú thế nào? Vốn tính thật thà, lại được chính anh trai mình nhờ vả, nên Kha gật đầu nhận lời luôn. Anh còn khách sáo với cả em sao? Vậy bao giờ thì khởi hành á? Thằng Tâm vuốt cặp riêng Map rồi đáp. Chính ngọ trưa mai, Chú cứ về sắp xếp công việc Rồi đi liền Kha gật đầu rồi cùng vợ xin phép ra về Từ lúc ở cửa quan về Ngọc Trâm có điều chậm tư lắm Thấy thái độ của vợ như vậy Kha lên tiếng chấn an Ta đi giúp anh Rồi cũng nhanh chóng trở về mà Nàng đừng lo Ngọc Trâm nhìn chồng được khẩn khoản Hay là mình lấy lý do so bận Xin không đi nữa được không Chuyến đi này Em cảm thấy bất an lắm mình ạ à mặc cho vợ ra sức ngăn cản chiều hôm sau đúng chính ngọ kha đã khăn áo chỉnh tề có mặt y hẹn mà tiếp quản đoàn người cả đám lầm lỗi nhắm hướng đông thành mà tiến bước đến khi bóng kha khuất do con dốc gã mới nở một nụ cười quỷ quyệt hôm đó lại đúng hôm mộ hoa trở về nhà ở cách đó khá xa gã sai thẳng ất vốn là gia nhân ở với gã lâu năm sang mời ngọc trâm đến nhà lấy lý do so, là phụ gã tính toán thu chi cho vụ sắp tới. Gã đã căn dặn cẩn thận là đừng cho ai biết chuyện này. Và gia nhân gã đã dặn cấm đứa nào bén mạng vào nhà chính. Nếu không, gã đánh cho què cả Thằng Ất ở với gã đã lâu, cũng quá quen tính chủ, nên cười thầm rồi ham hở lẹn cửa sau đi ngay. Ngọc Trâm đến thư phòng, thì gã đang cởi trần trùng trục. Vốn là phụ nữ đoàn chính, nàng lên tiếng nhắc nhở. Bắc Tâm, xin hãy tự trọng. Gã cười hành hạch rồi ra hiệu cho thằng ất lui ra ngoài. Ngọc Trâm sợ người ta hiểu lầm nên quay ra ngay. Cánh cửa đã chốt then bên ngoài nên dù nàng dùng sức cũng không lay chuyển nổi. Gã cười hành hạch rồi giở giọng chọc kẹo. Nàng ơi, ngay từ giây phút diện kiến dung nhan nàng, ta đã đem lòng trộm yêu thầm nhớ. Mãi đến hôm nay mới có dịp gặp riêng thổ lộ. Ngọc Trâm kinh hãi lùi hẳn ra sát cửa, miệng lắp bắp đáp. B bác bác à, cả, bác đừng làm bậy. Em là gái đã có chồng, lại là em dâu bác. B bác không được làm chuyện thất đức. Gã tiến sát lại, mơn trớn gõ má rồi tiếp tục. Nàng ơi, xin đừng từ chối ta. Ta là quan, ta có tất cả quyền lực và tiền bạc trong tay. Ta, ta yêu nàng, chiều ta một lần nhé. Ngọc Trâm đẩy lão ra rồi thét lên. Đốn mặt! Gã cười hành hạch rồi gầm lên. Đốn mặt! Hay! Nàng chửi hay lắm! Nàng càng chống cự thì càng làm ta hứng thú. <laughs> Nào! Chiều ta nhé! Nói rồi, như một con thú say mồi, gã lao vào xé luôn lớp áo lụa trên người Ngọc Trâm nếu yếu đạo tơ làm sao chống lại được sức vóc kẻ lực điện Nên nàng chỉ biết dùng hết sức mình Giấy rùa Rồi lát sau chỉ biết nằm im Chảy hai hàng nước mắt Mặc cho cá dày xéo xác thân mình Đau đớn và tủi nhục Chỉ bớt phần nào Khi tiếng có cửa sồn rập Và giọng mụ hoa gạo lên ngoài cửa Xúc sinh Mau mở cửa gã điếng hồn khoác vội tấm áo rồi nhanh chóng lao ra mở cửa. Mộ Hoa mặt đỏ phừng phừng nhìn gã, lại thấy Ngọc Trâm nằm bệt trên giường, không mảnh vải che thân thì gầm lên: Lũ súc sinh chúng mày, lửa lúc tao về mà làm trò đôi bại à? Lũ chó má khốn kiếp này! Gã kinh hãi run rẩy, miệng lắp bắp không thành tiếng. tôi 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 là nó, nó nó dụ dỗ tôi, là nó. Mộ Hoa lao luôn vào thư phòng rồi giật tóc em dâu đang cơn điên máu mụ tiện tay tát cho cô mấy bạt chảy cả máu mồm miệng luôn mồm chửi rủa còn đĩ thối thầy con đàn bà năng loạn chết đâm chết chém tổ sư nhà mày dám dụ chồng bà bà cho mày chết này cứ mỗi tiếng gầm lên là một cái tát cực mạnh giáng xuống ngọc trâm tóc tai rối nùi khóc nghẹn lời chị ơi oan cho em lắm chị ơi mụ càng điên máu túm tóc kéo sền sệt cô ra phòng ngoài mặc cho ngọc trâm trần chuồng không mạnh vại che thân gã kinh hái níu tay vợ khẩn khoản bà ơi bà làm thế này thì tôi còn mặt mũi nào làm quan còn mặt mũi nào mà nhìn dân làng hả mụ điên máu tóc váy nhảy hẳn lên bàn chửi rủa lão lên hồi tiếng chửi tiếng khóc tiếng văn nài cứ ẩm cả lên gã kinh hãi quỳ xuống ôm chân vợ rồi khẩn khoản tôi xin bà còn vong linh tiền nhân nhìn vào kia kìa Mụ rít lên quả két rằng Lão còn sợ vong linh tiền nhân à Lão không coi con già này ra gì đúng không Này thì vong linh tiền nhân này Vong linh tiền nhân này Mụ gầm lên Rồi cầm cái then cửa to cỡ bắp tay người lớn Quật điên cuồng lên ban thờ Bà bát nhàng cuộn dày chân hương Vỡ loảng xoảng Bụi cho tung lên bù mịt Mụ cười ha hả man dại Rồi gầm lên sao giờ thì trong cái nhà này lão sợ ai còn con đĩ này hôm nay ta phải giết mày ta phải giết cái giống mèo mả gà đồng nhà mày nói đoạn mụ lao ra chỗ ngọc trâm rồi thẳng tay giáng mấy nhát xuống cơ thể mỏng manh tội nghiệp làm ra thịt nàng nát bấy ngọc trâm hãi quá luôn mồm van xin rồi gắng lết ra cửa bỏ chạy mụ gầm lên bắt nó lại nó mà trốn ra thì lão hết đường sống Thẳng tâm như sực tỉnh Là vội ra nắm mớ tóc đang rối nùi Mà kéo ngược trở vào Rồi với sự giúp sức của thằng ất Kẻ giữ tay Kẻ giữ chân Đè nghiến nàng xuống Cây then cửa gỗ lim nặng nề giáng xuống đầu Theo sự giận dữ điên cuồng của mụ Làm chẳng mấy chốc Ngọc Trâm chỉ còn là đống máu thịt bấy nhảy Còn người ướt đẫm máu lồi hẳn ra Đầu toát một mạng Chết tươi tại chỗ mụ cười ha hả Quàng cây gậy dính bết máu xuống đất rồi cặn giọng lạnh lùng chôn đi vậy là ngay trong đêm đó bà thân ảnh lặng lẽ gói xác người em dâu rồi chôn ngay ở khu mả sau vườn vốn là khu nghĩa trang lâu đời của xác định thẳng tâm trở vào nhà cũng gần giờ dần mụ hoa đã ngồi bớt vài bác phần giận dữ với lấy cốc nước trà thẳng ất đưa trong đầu mụ chợt lóe lên một ý định độc ác cực độ nên quay ra bảo chồng chuyện hôm nay tuyệt không được lộ ra ngoài nếu không thì chết cả lỗ còn thằng kha nó về mà biết chuyện thì phiền phức lắm tôi nhẩm tính đây đến đông thành còn xa lắm nhanh thì hai ngày nữa mới tới nơi thằng ất đâu lại bà biểu thằng ất nhanh chóng tiến lại khoanh hai tay trước ngực đoạn lý nhí bẩm bà bà có điều gì sai bảo ạ à? Mụ nhìn thằng người ở tin cậy nhất rồi căn dặn Mày chọn lấy 5-6 đứa ra nhanh Phải nhớ là những đứa khỏe mạnh Rồi tức tốc phi ngựa đuổi cho kịp đoàn buôn nhà mình Trước khi chúng tới đồng thành Nói rồi Mụ đưa tay lên làm xấu cứ cổ Rồi hỏi thằng ở Việc còn lại Mày biết xử lý như nào chưa Thằng ất vâng xạ Rồi nhanh chóng lùi ra ngoài chuẩn bị Và tức tốc ra ròi thúc ngựa Còn lại mình mụ và chồng trong nhà mụ xỉa sói lên hồi rồi khinh bị bảo chỉ cần sau đêm nay thôi thì gia sản của chúng nó sẽ là của mình còn riêng lão tôi mà còn thấy lão lén phép với con đĩ thổ tạ nào thì liệu hồn nhớ chưa gã rúm đó gật đầu tỏ vẻ hối lỗi ở cái nhà này bao giờ mụ hoa cũng là người nắm cán trong mọi việc chiều hôm sau thằng ất chạy sộc vào và thông báo điều gì đó với mụ chỉ thấy mụ vỗ đuổi đánh đét một tiếng rồi thưởng cho nó mấy quan tiền sau dạo đó không ai còn thấy bóng dáng vợ chồng bá hộ kha xuất hiện trong làng gia sản của họ cũng nghiễm nhiên thuộc về hai vợ chồng nhà quan và tuyệt nhiên họ đi đâu thì không ai rõ chỉ có mụ gã và thằng ất biết mà thôi Bán đi 10 năm sau lão tâm lúc này đã thoái quan vi dân về ở hẳn trong làng hai vợ chồng cũng có với nhau được một đứa con trai tầm 3-4 tuổi. Thằng bé bụ bẫm, mập mạp và thông minh lắm. Lão Tâm coi nó như vàng, cứ ra khỏi nhà thì thôi. Về đến là lão nhào vào bế bồng mà thơm hít, mà cọ đám râu quay nón lên gương mặt bầu bĩnh của nó. Cuộc sống của hai vợ chồng lão cứ êm xuôi cho tới một ngày kia. Thế giới vô hình đã tìm về nhà lão. Kinh hãi hơn là tìm về vào lúc mặt trời sắp lặn và thằng người ở là kẻ diện kiến đầu tiên. Chiều hôm đó, thằng Ất sau khi rít vội bi thuốc lào, thì mau chóng thúc giục đám gia nhân, nhanh chóng chuẩn bị cố bản cho xong xuôi. Vì hôm nay lão tâm có mời mấy vị quan đồng niên về sự tiệc. Mới 4 giờ chiều mà mặt trời đã sắp tắt, tiết trời mùa đông nên ngày ngắn đêm dài. Sau khi châm lửa thắp sáng hơn chục bó đuốc tẩm dầu hôi, quan khách đã kéo tới đông lắm, dễ chừng hai ba chục vị ai nấy áo sống đều may bằng thứ lụa hảo hạng đầu đội khăn xếp hồng mang ngọc bội ra chịu uy quyền lắm thằng ất sau bao nhiêu năm ở đợ cũng được vợ chồng lão tâm cất nhắc lên trước quản gia lại thường xuyên chạy đi chạy lại giữa hai trang viên có tới mấy chục gia nhân với cái loại chữ bẻ đôi không biết như hắn thì có chịu oai phong lắm con kia mày có nhanh cái chân không hả chậm trễ hỏng việc là chết đòn nha mày Ôi giời ơi Đèn lồng sao lại treo cao thế kia Hạ thấp xuống Đúng rồi Thế bắt đũa chuẩn bị đủ chưa Mà đứng tám chuyện thế hở Tiếng thằng ất quát um lên Kèm theo tiếng gia nhân ráp vào Làm không khí bữa tiệc cuối năm ồn ào Đông vui lắm Mải mê thì yêu quyền hành Thằng ất bất chợt ngoái đầu lại Thì thấy một đứa ở là con của chị bếp Đang giật gấu áo mình Thằng ất lên giọng kẻ cả Trả tiền sư bố mày có biết ông đang bận lắm không hả? xéo ra kìa mau không bảo con đĩ mẹ mày cho mấy roi bây giờ thằng bé vẫn giật tay áo đổi chỉ ra cổng bà có người tìm ông ạ à. họ đang đứng ngoài cổng kia kìa họ cho con một đồng rồi bảo con gọi ông ra gấp ạ nói rồi thằng bé như sợ hắn không tin móc tờ tiền dắt bên cặp quần ra giơ trước mặt rồi tiếp lời đây này tiền họ cho con đây ông ạ à. Thằng ất nhìn thằng bé thì nhận ra nó không hề nói dối. Nhưng khi cúi xuống thì giật thoát mình nhận ra đó là một tờ tiền âm phủ còn loang lộ vệt màu nâu như là máu đã thâm xỉ cả lại. Hắn cầm tờ tiền xăm soi cho kỹ rồi vỏ lại ném đi, miệng rít lên. Tiền nhân nhà mày. Tiền âm phủ mà cũng lừa ông hả? Coi chừng ông đánh cả con mẹ đĩ nhà mày rồi tống chúng mày ra đường đấy. Thằng bé con há hốc mồm Rồi chạy theo hướng tờ tiền Mà hắn mới ném Thằng ất nhìn ra cổng Thì thấy thấp thoáng bóng dáng người ăn mày Người đó thân hình gầy nhặn Mặc quần áo nâu sồng Chống gậy tre Đầu đội nón lá rách như sơ mớp Nên không nhìn rõ mặt Vài đèo túi vải Tướng tá khắc khổ lắm Người ăn mày cứ đứng nhìn hắn chầm chằm Và như có luồng gió lạnh bút sọc vào sống lưng Làm hắn rùng mình nổi hết gai ốc người ăn mày đó như có một ma lực vô hình làm hắn cứ dán mắt vào không cách nào rời đi được kỳ lạ nhất là dù gia nhân ra vào tấp nập mà không một ai chịu xua đuổi người ăn mày đó dù trước giờ lệnh của hắn là không cho ăn xin bén mạng vô sợ làm ô ế nhà ông bà chủ mất một lúc định thần hắn mới run rẩy quay sang kéo một thằng người ở rồi lắp bắp mày đã đuổi ngay cái đứa ăn mày kia cho ông nó nó còn đứng ở đấy rồi ông bà chủ thấy lại phiền ra thằng người ở trong mày nhìn thì không thấy ai đứng ở đó tay ôm khư khư vỏ rượu nó hỏi lại hắn nghi hoặc người ăn mày nào làm gì có ai ở cửa ông có nhìn nhầm không hắn nhìn thằng người ở rồi lại liếc ra cổng thì vẫn thấy người ăn mày đứng đó lại đang giơ tay ra vẫy vẫy hắn bực mình quát tướng lên kia kìa nó đang vẫy ông kia kìa mày có thấy không nó đứng lù lù kia kìa Thằng người ở định thần tiến sát lại Thì chẳng thấy có ai Nó chỉ biết lắc đầu rồi tiến lại thưa Không có ai mà Hay là ông nhìn gà hóa quốc Đây ông lại đây mà xem Nói đoạn Thằng người ở kéo hắn lại sát mép cổng Thì quả nhiên chẳng có ai Thằng người ở lên giọng Đây Làm gì có ai Ngó nhà ta dài rộng thế này Hai bên là dãy tường cao kiên cố Nếu có người thì thử hỏi nó núp ở đâu Họa chăng có là ma Thằng người ở nói rồi quay lại Với lấy bình rượu rồi lên giọng nịnh bợ Còn là con thấy ông quán xuyến công việc nhiều Nên hoa mắt đâm ra quán gà đó Ông lại kia nghỉ ngơi đi Cần gì cứ sai bảo chúng con là được Hắn nghi hoặc trong lòng lắm Nhưng cũng cho là thằng kia nói có lý Nhanh tay suốt thằng người ở đi làm việc Hắn trở lại chiếc bàn rồi ngồi phịch xuống Đang miền màn nghĩ ngợi Thì ba tiếng gõ bát đều đặn vang lên rội vào tai hắn Lúc đầu nhỏ Sau cứ to dần Cứ ba tiếng một vang lên rội vào tận óc hắn Hắn quay sang phía bên phải mép bàn Thì thấy con trai lão tâm đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào Tay cầm cái muỗng sắt gõ ba tiếng vào thành bát Thằng bé mới mấy tuổi Mọi lần có bao giờ nó lui tới chỗ gia nhân trời đâu Trời đất xui khiến thế nào hôm nay lại mò ra đây mà ngồi có bát. Đã vậy, nó còn nhìn lão cười nham nhở. Dần gian vốn quan niệm rằng, giờ chiều tới giờ của chống xanh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dần gian lại cực kỳ kiêng kỵ khi ăn uống khô đũa va vào chén, phát ra tiếng lanh canh. Ngạ quỷ họ nghe tiếng đó, họ càng đói, mà lại không được ăn. Họ xét nổi tâm sân hận, là hét, rồi cổ họng lại nổi lửa, lại đau khổ muôn phần. Gõ bát ba tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho ngạ quỷ và chính con người đó cũng sẽ bị tổn phước theo. Và thằng Ất tin điều đó lắm. Hắn giật lấy chiếc muỗng trong tay cậu chủ của mình rồi thủ thị. Cậu chủ mà gõ nữa là con mách ông bà đánh đòn cậu chủ đấy. Lạ thay, thằng bé nhanh chóng giật lấy cái muỗng trong tay hắn rồi tiếp tục gõ. Cứ ba tiếng một nhịp đều đặn. Bình thường nó chỉ ea nói vài ba câu ấy vậy mà hôm nay nó đáp lại hắn một chàng dài trơn tru lắm kinh hãi hơn là thằng cu mới bốn tuổi mà giọng nói lại trầm đục như vọng về từ cõi âm ti xa xăm lắm mẹ châm dặn là gõ đúa mẹ mới biết đường tìm về mắt mẹ mù nên không gõ mẹ sẽ bị lạc ông ất đã thằng ất kinh hãi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thằng bé Mặt nó vẫn hướng ra cổng Tay gõ bát liên hồi Khiến hắn tái cả mặt Ngước nhìn theo hướng cổng Hắn như rụng rời hồn vía Người ăn xin đang giỏ sẫm chống gậy tiến lại Chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt Lúc cây nón mề trễ ra sau gáy Hắn á khẩu lạc thận Hồn phách bay đi gần hết Vì trước mặt hắn Chính là Ngọc Trâm Cái thân xác khổ quắt với hai con người Chảy lòng thỏng tưởng như sắp rớt khuôn mặt tóc lại như sắc ướp lâu ngày. Một mùi tanh tuổi sọc lên tận não, làm hắn trợn trừng hai mắt, đáy ướt đẫm ống quần. Cái thầy mà, mà mười năm trước chính tay hắn trồn ngay sau nhà, giờ đây đã đội mổ sống lại và đứng ngay trước mặt. Cổ họng cầm cử, từng trạng thanh âm ướt hận. kèm theo tiếng lành cành, phát ra liên hồi, làm hắn nhũn hết tứ chi. Cổ họng cái thay chợt phát ra tiếng nói cổ lãnh và thoát tục về với mợ ất ơi về với mợ ất ơi mấy cả già nhân thấy lão ất bỗng nhiên co giật lăn đụng ra đất chưa kịp lại xem sự thể ra sao thì lão đã bật dậy rồi lầm lũi tiến ra cổng khuất dạng ở cóm tre đầu trang viên quanh nằm rũ xuống u tịch bên cạnh chiếc bàn còn đọc lại vũng nước vàng khè bốc mùi khai tẩm lợm trên chiếc bàn còn một chiếc bát sứ đã vỡ làm đôi sau khi bữa tiệc đã tàn, vợ chồng mộ hoa cũng nhanh chóng trở về phòng ngủ rồi khép chặt cửa nèo. Tiết trời cuối năm, làm không khí trong căn nhà lạnh lẽo vô cùng. mộ hoa xoa xoa tay vào nhau rồi lên giọng. Lão khêu sáng ngọn đèn dầu lên, châm luôn bó đuốc kia nữa. Sao đêm này lại lạnh thế không biết? Lão tâm lào bảo chửi đồng. Hết mẹ nó dầu rồi, để tôi gọi thằng ất nó mang lên mới được. Nói rồi, Lão nhanh chóng bỏ xuống khu nhà ngang Là nơi mà lão ất và mấy chị bếp ăn ngủ Gọi giật giọng ất Thằng ất đâu Ra ông biểu Gọi ba lần Mà không thấy thằng ất lên tiếng Lão lầm bầm chửi động Tiên sư bố cái thằng này Lại sai khướt rồi chứ gì Chị bếp lục tục vấn lại mớ tóc Rồi chạy ra bẩm báo bẩm ông 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 ất đi từ chiều nay Tự, tự dưng sủi bọt mép rồi đi thẳng ra đầu làng chưa thấy về ạ à. lão cáo tiết rít lên mẹ cha nhà nó nốc cho lắm vào rồi chết bờ chết bụi đi cho rồi chị kia lắp bắp thế, thế ông có gì sai bảo con xin làm ngay ạ à. lão hử một tiếng rồi quát lớn lên châm dầu vào cây đèn cho ông tẩm thêm dầu hôi vào ngọn đuốc nữa nhanh cái chân mày lên Còn nhìn cái gì rặt một cái lũ ăn hại nuôi chúng mày chỉ tốn cơm nhà ông Sau khi thắp sáng ngọn đèn dầu Lại thấy thằng bé con trong gian buồn Đang thêm thiếp ngủ Thì mộ hoa mới yên tâm trở lại phòng mình Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại Thằng bé ngồi bật dậy Hai mắt đỏ như hai hòn lửa Nhìn chậm chậm ra ngoài Sau khi lôi mấy rương vàng ra đếm Theo thói quen Thì hai vợ chồng mụ đi ngủ Không biết đã thiếp đi bao lâu nhưng ba tiếng động lành cành chói tay làm lão tâm trong mảy thức giấc những chàng thanh âm xì xào ở bên hông nhà làm lão giật thoát mình rồi quay ra lai vợ bà ơi hình như nhà mình có chồng gọi mãi mấy lần mà bộ hoa chỉ ậm ừ rồi kéo cao tấm chăn bông che kín đầu thản nhiên ngủ lão bước hẳn xuống giường rồi tay trái làm làm cây gậy cổ đặt dưới gầm giường tay phải với lấy bó đuốc rồi mon men ra sau nhà tiếng xì xào phát ra ở ngay gốc cây gạo mé trái làm lão định thần tiến về phía đó rồi quát tướng lên đứa nào đứa nào đình mò nhà ông đấy tiếng xì xào lại im bặt đổi lại là tiếng phập phập như tiếng cuốc đất kèm theo đó là âm thanh lành cành phát ra sổ sập dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạt đi vì xó lão ú ớ kêu thét lên rồi khuỵ xuống đánh rơi cây gậy đập vào mắt lão là hình ảnh cực kỳ ma quái Thằng con trai của lão đang cởi chuồng Ngồi trên một mô đất Đúng ra là một lỗ huyệt đang đào sợ Đất bùn hất ra hai bên nháo nhát cả lại Thằng bé ngồi đó Làn da trắng bệch như xác chết lâu ngày Hai mắt đỏ lòm lòm Đang điên cuồng gõ cái bát xứ Dưới ánh đuốc đỏ ập trên nền đất ẩm đến sắp lụi Lão thấy hai thân ảnh mờ mịt Đang đá qua đái lại Một thứ gì tròn ổng như cái cáo sửa hai thân ảnh đó chợt dừng lại nhặt vật đó lên tay và từ từ tiến sát lại lão dưới chút ánh sáng le lói cuối cùng rồi phụt tắt lão kinh hãi rú lên vì nhận ra vật đó chính là cái đầu thẳng ất còn hai thân ảnh kia chẳng phải ai xa lạ mà chính là vợ chồng đứa em ruột mà lão nhận tâm sát hại tròn mười năm trước lão trợn ngược mắt rồi lồm cồm đứng dậy như có một sức mạnh dẫn tay lão đi lão trầm chầm bỏ xuống đáy huyệt tay ôm khư khư cái đầu lâu thằng người ở rồi cười hành hạch từng đám đất ướt nhão dần dần hất xuống nhanh hơn thành âm cuối cùng lọt vào tay lão là tiếng xoảng khô khốc của chiếc bát vỡ vọng lại giờ sử canh từ hôm ấy mụ hoa đang chìm trong giấc ngủ thì giật mình tỉnh dậy kéo tấm chăn bông đã sắp rơi xuống đất thì mụ thấy nặng trĩu hình như kẹt phải thứ gì định quay lại kêu chồng nhưng bên cạnh giường lão tâm đã đi đâu tự bao giờ không gian trong phòng chợt trở lên lạnh lẽo hơn hẳn cực chẳng đã mụ đành bò ra rồi với tay kéo mạnh tấm chân nặng nề nhưng hình như nó bị kẹt vô vật gì nên cố mãi cũng không thể kéo lên được mụ lầm bầm tiến ra bàn với lấy ngọn đèn dầu rồi ngồi thụp xuống soi vào gầm giường nơi tấm chăn đang bị cuốn vào trong Lúc mù áp sát mặt xuống cái nền gạch Đập vào mắt mụ Là hình ảnh bà Hằng đang nằm gọn lọn dưới đó Bàn tay gầy cuộc Đang giữ chặt tấm chăn bông Khuôn mặt khô đét Hệt như tấm ảnh truyền thần ngày trước trên ban thờ Mà chưa bao giờ mụ dám nhìn thẳng Bà Hằng nhé hàm răng vàng vọt nhìn mụ Rồi cất chàng cười the thé Khiến chỉ vài giây sau Mụ kinh hãi đạp cửa chạy ra ngoài Rồi gạo toán lên Ôi trời ơi Ma Ma Chúng mày đâu Cứu bà với Có ma Mộ hoa kinh hãi hét lên Tôi ngồi bật dậy Lùi hẳn vào góc giường Toàn thân mồ hôi chảy sát đầm đìa Mất mấy giây sau mới biết Là mình vừa nằm mơ Nhưng giấc mơ thật đến nỗi Hình ảnh bà Hằng là mụ vẫn run lẩy bẩy Mộ hoa kinh hãi Tưởng tượng ra ngay lúc này Cái thân sắc khô đét như mà đói Đang nằm dưới gầm giường có thể lao ra bất cứ lúc nào Nên ba chân bốn cẳng chạy luôn ra ngoài nhà Mà quên cả sọ quốc Mụ kinh hãi đến độ Phải mất một lúc mới châm được ba nén nhàng Tay run run cắm lên cái bát nhàn đã nguội lạnh từ lâu Và xịt sụp khấn vái Trong phòng con trai mụ phát ra tiếng cười đùa Như đông người lắm Mụ đụng đời quay đầu nhìn Thì chỉ có không gian lạnh lẽo đen đặc Vừa quay đầu lại Thì mụ kinh hãi á khẩu ngã ngồi ra phía sau. Trên bàn thờ lúc này, đứa con trai đang trần truồng ngồi trộm hỗn, khoanh chân ôm cái bát nhang đang lở mở khói hương mà gõ điên cuồng. Hai con người nó đỏ quạch nhìn mụ chằm chằm như ốt hận, dội vào tay mụ là thanh âm như vọng về từ cõi địa ngục u tối. Chồng mày hiếp mẹ tao khi bà mang thai tao được ba tháng. Chúng mày còn nhẫn tâm đạp chết bà rồi vùi xác ở cốc cây gạo mày còn đập phá bàn thờ bà tao rồi sai chúng nó chặt đầu bố tao và ném xác ông ở khe vực tao xin diêm vương cho tao đầu thai trở về cõi trần mà tìm mày báo oán mày chết không hết tội ngay lúc này ở gầm giường phát ra từng tiếng rin rít như tiếng móng tay người cạo trên nền gạch hòa cùng tiếng gõ của bát hương trong đêm tối cực kỳ chói tai mộ hoa run rẩy bỏ lết ra cửa kêu cứu nhưng tiếng thét bị tắc nghẹn nơi cổ họng ở phía ngoài cổng thân ảnh hai vợ chồng ngọc trâm đã đứng sẵn từ bao giờ đang sửa tay vẫy gọi các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong câu chuyện đừng gõ bát ba lần của tác giả mạnh ninh và thận đọc hết chuyện rồi mà kiểu như bị bị hụt ủa ý là nó đã đang cái cảm xúc nó đang bị lôi cuốn vào cái câu chuyện này quá Thành đã ủa hết mất rồi à Kiểu như mình rất là ngạc nhiên Khi nó hết một cách đột ngột như vậy Và vì là mình muốn câu chuyện nó dài hơn Nó hay hơn Và tác giả Mạnh Ninh thì mọi mỗi chuyện của Mạnh Ninh thì Thuận đều cực kỳ thích và đều muốn là nó sẽ dài hơn để mình có thể đọc và nó đã cái nư, đã cái cảm giác hơn, đã cái cảm xúc hơn. Đấy là cái quan điểm và suy nghĩ của Thuận. À, câu chuyện này thì khá là hay và đừng có bát ba lần cái 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 quan niệm này thì thuận cũng đã được nghe rất là nhiều ngày xưa thời còn bé cứ chờ chờ bố mẹ ăn cơm là bắt đầu ngồi nghịch gõ bát và đặc biệt là buổi tối là mỗi lần gõ như thế mẹ lại lấy cái đũa mẹ gõ vào tay cho cái mẹ bảo không được làm như thế như thế là gọi ma gọi quỷ về ma nó nghe thấy tiếng gõ bát là nó sẽ sẽ đi theo cái tiếng âm thanh đó và nó vào nhà là, là ngày xưa còn bé là nghe thấy những cái câu chuyện rồi nghe thấy mẹ rồi à, rồi bà nói như thế rất là nhiều. Không biết được cái quan niệm này nó có thật hay không ha. À, rồi mọi thứ nó xảy ra như thế có đúng hay không. Thế nhưng mà dù sao từ cái quan niệm dân gian như thế mà Mạnh Ninh xây dựng lên một cái câu chuyện rất là hay và đặc sắc như thế này thì cảm ơn tác giả Mạnh Ninh rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón nghe câu chuyện này buổi tối ngày hôm nay cùng Duy Thuận Và ngày mai 21 giờ Thuận sẽ gặp lại mọi người và kể cho mọi người nghe một câu chuyện khác trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm Mọi người nhớ đón nghe nha Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon